Xin chào mọi người, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái địa điểm tham quan mà mình cho là thú vị, khá là thú vị ở gần khu vực Bonsa. Đây, ở đây gọi là Bonsa Chica. Bonsa Chica, vùng đất ngập mặn. Bonsa Chica cách Bonsa khoảng có chừng 30 phút chạy xe về hướng Tây. Thì ngày hôm nay mình có mặt ở đây là khoảng đầu tháng 9. Thời tiết hôm nay rất là đẹp. Thì các bạn có thể thấy trời nắng ấm. Các bạn không biết các bạn có nghe thấy ở trên mic hay không, nhưng mà hiện tại thì nó rất là gió. Nhưng mà hôm nay trời khá là đẹp, nắng ấm. Mình đang đứng trên một cái cầu để đi vào bên trong cái khu vực wetland. Các bạn có thể thấy bên này là toàn là chưa có đụng chạm, cái nước nó vẫn còn rất là trong, có thể thấy nhìn dưới đáy của nó luôn. Ngoài ra mình có các cây cỏ mọc rất là tự nhiên. Thì nói sao qua là cái khu vực Bonsa Chica này nó mở cửa từ 6 giờ sáng cho tới 8 giờ tối, thì các bạn có thể đến bất cứ lúc nào. Nhưng mà để mà có những cái cảnh đẹp thì mình khuyên các bạn là nên đi vào chiều, buổi chiều, tầm cỡ chừng buổi chiều, thì khi đó nắng nó sẽ dịu bớt và các bạn có thể chụp được những cái cảnh rất là đẹp ở khu vực này. Mình đang đứng một cái, trên, các bạn có thể thấy khu vực mình sẽ quay 360 độ cho các bạn coi ha. Thì cái khu vực này nó được bảo tồn để mà bảo vệ các loại thủy hải sản quý khỏi bị ảnh hưởng bởi những cái sự phát triển của con người. Ở đây thì chủ yếu là lưu giữ những cái loài cá quý hiếm cũng như là các loài chim. Theo như mình được biết thì khoảng có chừng tháng mùa thu thì các loài chim nó sẽ về đây, nó làm tổ và nó đẻ. Các bạn có thể thấy hiện tại thì cũng còn lác đác vài con, nhưng mà sắp tới khoảng 1-2 tháng tới nữa thì chim nó sẽ về nhiều hơn. Không biết các bạn có thể thấy không, nhưng mà ở đây nước rất là trong, mình có thể thấy được cá ở bên dưới nữa. Đó, các bạn thấy không? Đó, không biết các bạn có thấy không, nhưng mà đó, thấy con chim nó đang bắt. Nó vừa bay xuống nó bắt được một con cá rồi. Nhưng mà đây á, mình có thể thấy được cá rất là đẹp luôn. Đó, có nhiều, rất là nhiều cá. Không biết là cái camera thì các bạn có nhìn thấy rõ không, nhưng mà mình thấy rất là rõ, có rất là nhiều cá ở đây. Và cảnh vật ở đây nhìn rất là đẹp, thích hợp với những người mà thích đi lang thang như mình. Chỗ đây còn là một cái địa điểm rất là thích hợp dành cho những cặp muốn chụp hình cưới. Mình cũng có đến đây vài lần và thấy rất là nhiều cặp ra đây chụp hình. Sự thật là ở đây rất là đẹp, các bạn có thể thấy nước nước thì xanh trong, cỏ nó màu vàng đỏ đỏ, nhìn rất là đẹp. Ngoài ra ở đây mình có thể thấy là các bạn thấy nắng mặt trời nè, nó phản chiếu vào nước tạo một cái màu rất là đẹp đó. Bây giờ mình sẽ đi sâu ở bên trong cho các bạn coi ha. Nếu mà thích hợp cho những cặp đôi muốn chụp hình đám cưới ở đây rất là đẹp. Ngoài ra nếu mà các bạn yêu thích chụp hình thiên nhiên thì cũng có thể đến đây để chụp hình. Xa xa các bạn có thể thấy là đó là những cái giếng dầu của California. Nó nằm chính vì những cái giếng dầu này ngày xưa đó, người ta định là phát triển nó rộng hơn, nhưng mà những người mà yêu quý động vật đó, người ta đấu tranh, người ta không có cho họ mở rộng ra ở cái khu vực này. Thì chính vì vậy cái khu vực này nó mới phát triển cho tới bây giờ đó. Các bạn có thể thấy bây giờ mình khu vực này rất là đẹp ha. Sẽ quay một vòng để các bạn coi. Ngoài ra thì ở đây á, mình cũng có thể đi hiking. Hiking ở đây, mình quay cho các bạn coi một con chim nó đang ngậm cá.
bạn cũng thông cảm là bởi vì ở đây khu vực này rất là gió, tại vì quanh đây không có cây, nó chỉ có vùng đầm lầy thôi. Ok, có một chim này. Muốn tới gần nó là bởi vì mình không có muốn là tác động đến, ảnh hưởng tới cái quá trình mà kiếm ăn của nó. Bây giờ mình đi vô tiếp nha. Ồ, lúc nãy mình nói tới đâu rồi nhỉ? Tức là ở đây á, ngoài cái việc tham quan ra, các bạn cũng có thể đi bộ quanh đây. Ở cái khu vực này nó có rất là nhiều trail, là con đường để mình đi bộ đó. Có thể nếu mà bạn nào có người yêu thì dắt người yêu ra đây đi bộ, rất là đẹp, thích hợp vào một buổi chiều như vậy. Bây giờ mình sẽ đi sâu vào trong nhé, nếu mà có cảnh đẹp thì nữa mình sẽ quay tiếp cho các bạn coi nhé. Hiện tại thì mình đang đứng trước cái khu vực mà bọn chim nó về nó làm tổ mỗi một mùa thu. Thì khu vực này được đặc biệt bảo quản, không bất cứ ai được vào cái khu vực này. Các bạn có thấy là nesting area do not enter, thì mình chỉ được đứng ngoài mình ngó thôi. Thì những con chim này được bảo quản hàng năm để mà nó có thể sinh sản. Các bạn có thể thấy là bây giờ khu vực mình nhìn chung nha, bây giờ mình quay ngược lại rất là đẹp. Phía xa xa kia là cái bãi đậu xe, cái chỗ mà lúc nãy mình vừa đậu, có cái cầu đi vô trong rất là đẹp. Bây giờ cái phía này là cái đường đi tiếp theo của cái trail đó, nếu mà mình đi vô sâu trong nữa nó vẫn còn dài. Bây giờ mình đi vô sâu ha. Ok, bây giờ mình đã tới cái khu vực này, trận đầu tiên của cái trail này. Ở đây mình có thể thấy rõ hơn là chim nó đang là những cái con chim này á, mà nó là dừng chân ở đây mà nghỉ ngơi. Bởi vì mỗi mùa đông á, thì mùa thu cho tới mùa đông thì những chim này nó đi tránh cái rét từ phương bắc á, thì mấy con này nó bay, có thể nó bay từ Canada hoặc là Alaska dọc theo cái đường để đi về phía nam để tránh rét. Thì cái khu vực mà Monsachinka này là một địa điểm dừng chân rất là quan trọng đối với những cái loài chim này. Không có cái những cái điểm như vậy thì tụi nó sẽ rất là mệt, nó sẽ đậu maybe nó sẽ rất ở đâu đó thì không biết. Nên là cái tầm quan trọng của cái khu vực Monsachinka này là vô cùng lớn. Để mình đi tới đây ha. Ở dưới đây có một cái chỗ dừng chân rất là đẹp đó. Ở đây rất là lý tưởng cho những chuyến dã ngoại hoặc là tham quan của những trường học luôn. Để trước lúc mà mình vô có một làn mấy em nhỏ học trong học cấp 1 đó, được các giáo viên đến đây đưa đến đây để mà tham quan. Đó, giờ mình đi đây. Trong kia có một bãi đất trống thì có rất là nhiều chim nó đậu đó, các bạn có thể thấy là rất là đẹp. Cái camera cũng chưa bao quát hết được những cái cảnh đẹp ở đây, nó rất là mênh mông, nhìn nó rất là đẹp đó. Bây giờ có con chim này mà không có muốn đó, có con chim nó đang, mấy con chim nó đang đậu ở đó. Cho đang quay nào, mình zoom vô cho các bạn coi ha. Xa xa kia các bạn cũng có thể thấy là những cái mỏ dầu của California. Sorry, kia nó là dầu từ bây giờ mình tìm tiếp. Bây giờ là mình đã tới cái khu vực dừng chân thứ hai của cái Monsachinka, vùng đất ngập mặn Monsachinka. Thì bên trong bên kia thì nó còn rất là dài, cái đường, cái trail của nó vẫn còn ở trong bên kia, nhưng mà mình xin phép là sẽ không đi nữa, bởi vì vô trong đó thì cảnh nó cũng không có còn được đẹp nữa. Thì mình chỉ dừng ở đây thôi. Như các bạn có thể thấy là càng đi vào bên trong thì cảnh nó càng thay đổi, nó màu sắc nó
nó có sự tương phản giữa màu xanh dương của nước biển và cái màu xanh lục, màu xanh lá cây của cây cỏ vào tháng 9 này, nhìn rất là đẹp đúng không? Đó, bạn thể thấy. Thì thôi, thì tới đây video tới đây thôi, thì mình giới thiệu sơ về cái vùng đất là mạnh Mount Sachiga này. Và có một cái mà mình muốn trong tiếng Latin á là Mount Sachiga, thì Mount Sa nó dịch ra là cái ví, còn Chica có nghĩa là nhỏ. Thì cái tên gọi này theo như mình được biết đọc trên cái bảng tin thì nó nói là vì ngày xưa cái khu vực này có những cái đụng cát đó, nó nhỏ, nó nhìn giống như là cái ví, nên là người ta gọi là nó là những cái ví nhỏ. Thì đó là nguồn gốc xuất xứ của cái tên gọi. Thì thôi, thì tới đây thì mình xin phép dừng cái video này ở đây ha, và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Nhớ bấm like và subscribe cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.